Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Quang Linh Vlog thông báo ngày cưới vợ khiến dân tình ngỡ ngàng. Chị gái tiết lộ rõ về người yêu, trở thành chồng quốc dân của hồ chị em. Mới đây, Quang Linh Vlog gây ngỡ ngàng khi nhắc đến chuyện cưới vợ. Bên cạnh đó, chuyện tình trường của nam YouTuber đình đám cũng được một chị gái một lần kể đến. Ngay lập tức, Thùy Tiên bị réo tên không ngừng nghỉ. Vừa qua, Quang Linh Vlog đã có những khoảnh khắc đáng nhớ khi được sư thầy và các Phật tử tại Việt Nam qua thăm. Khi đang trên đường thăm bản làng, Quang Linh Vlog bất ngờ được nhắc về chuyện mai mối để cưới vợ sinh con. Theo đó, một thành viên trong đoàn ngỏ lời Quang Linh rằng Linh đang cần một người quản lý Linh thôi, đúng không? Để về Việt Nam làm mai cho một người nha. Đáp lại, Quang Linh bất ngờ cho biết muốn quen người tại Mỹ. Ngay lập tức, thành viên trong đoàn đã nhắc đến Thùy Tiên, khiến nam YouTube tươi cười hết cỡ. Hôm bữa đó hoa hậu qua tận bên đây kiếm Quang Linh luôn, mà cần gì kiếm ai nữa. Trong đó, sư thầy cũng nói chuyện cưới hỏi của Quang Linh. Nhiều khi Linh còn thông dong vậy, Linh còn làm được nhiều việc, chứ cưới vợ rồi sợ lại không làm được gì. Nên giờ Linh phải kiếm được người cùng chí hướng với mình. Quang Linh sau đó cho biết, đúng vậy, chỉ sợ gặp đúng người mà kìm lại mình thì không làm được việc gì cả. Những chia sẻ của Quang Linh ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý và réo tên Thùy Tiên khắp mặt. Việt Nam YouTube đình đám nhắc chuyện muốn lấy vợ cùng chí hướng, khiến nhiều người nghĩ ngay đến nàng hậu vì suốt thời gian qua, cả hai đã cùng nhau có nhiều dự án, hoạt động ý nghĩa lan truyền điều tích cực đến cho cộng đồng. Bên cạnh đó, chị gái Quang Linh vừa qua cũng bất ngờ tiết lộ về tình trường của em trai. Cụ thể, chị Quang Linh cho biết, em trai đến nay vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Theo lời chị gái, Quang Linh suốt thời gian đi học chưa từng yêu ai, dù được bạn gái ngỏ lời, thậm chí là phải nhắn tin nhờ cậy đến sự giúp đỡ của chị gái Quang Linh để cưa cẩm anh chàng. Đến khi tốt nghiệp xong, Quang Linh đã nhanh chóng sang Angola làm việc, tập trung cho sự nghiệp và hoàn toàn trắng tay trong chuyện tình cảm. Thời gian gần đây, Quang Linh liên tục được nhiều mỹ nhân công khai yêu thích, thậm chí là trở thành chồng quốc dân của hộ chị em. Ai rồi cũng phải mê Quang Linh Vlog, có lẽ chính là câu nói đúng nhất trong thời gian vừa qua. Không chỉ người hâm mộ và rất nhiều mỹ nam, hot girl mạng xã hội, thậm chí là nhân viên trong công ty của Quang Linh cũng phải bày tỏ sự ngưỡng mộ và yêu thích dành cho anh chàng. Những ngày qua, Quang Linh Vlog cũng gây chú ý khi liên tục đón thành viên mới từ Việt Nam qua Angola làm việc. Đáng chú ý, xuất hiện tại sân bay Angola, Quang Linh Vlog bất ngờ gây náo loạn khi sân bay vì độ nổi tiếng của mình khi được nhiều đồng hương người Việt nhận ra. Dự đoán khi về Việt Nam, anh chàng YouTube đình đám chắc chắn sẽ gây chấn động hơn nữa. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.